alo alo à, và đây trong video dịch cuối tuần thì anh chị mình có thể thấy là một cái phiên vượt đỉnh về mặt chỉ số thị trường chung à, và cũng chính vì những cái phiên như thế này chúng ta mới có thể thấy rõ nhất về cái cách mà nhà tạo lập họ điều tiết thị trường này như thế nào anh chị ha à, hôm bữa thì các cái mã trong vn30 điều chỉnh mạnh á, thì họ lại neo giữ các cái mã cổ phiếu trụ lại giúp cho chỉ số của vn mình không có bị giảm nhiều còn cái phiên cuối tuần vừa rồi thì họ lại kéo rất mạnh các mã trụ cộng thêm một cái số những cái dòng mít cáp khác nữa rồi cơ cấu quỹ này kia trong khi đó các mã khác trong VN30 thì lại giữ giá là chỉnh không tăng nhưng mà nó cũng không có giảm. Điều đó khiến cho là về mặt chỉ số thì thiết lập định mới này kia nhưng mà bản chất anh chị nhà đầu tư sẽ thấy là cái tài khoản của mình nó, nó sẽ chẳng có sinh ra thêm một cái đồng lợi nhuận nào cả. Nếu như anh chị mình không có lấy vị thế một số những cái mã cổ phiếu trụ trước đó. Và thêm một điều nữa là về mặt thanh khoản thì mặc dù là thiết lập định mới nhưng mà thanh khoản VN mình lại không gia tăng quá nhiều. À, tại sao lại là như vậy thì chúng ta cùng đi sâu hơn trong video ngày hôm nay anh chị ha. Thì dạo gần đây á, thì khi các mã trong VN30 đang nghỉ ngơi dưỡng sức tích lũy lại để chuẩn bị cho những dịp tới thì em đánh giá là tương đối tích cực tính tới điểm hiện tại. Thì có rất nhiều những cái mã mid -cap tăng rất là tốt. Có nhiều nhận định cho rằng là dòng tiền đã thoát ra khỏi VN30 và đi vào các cái mã như là mid -cap hay là penny. Đúng mà đại loại là như thế. Nhưng mà anh chị mình phải hiểu là VN30 là 30 mã vốn hóa lớn nhất thị trường. Nó chiếm tới hơn 2 phần 3 có thể tới 90% toàn bộ thanh khoản của toàn thị trường và cái thị trường này mà muốn đánh tiếp á, thì muốn có những nhịp tăng bình vững tiếp theo thì họ buộc phải đánh vn30 cụ thể hơn là những cái dòng được xem là linh hồn của thị trường như là dòng ngân hàng, dòng thép, dòng chứng khoán và dòng trụ à, có thể rằng là trong cái lúc mà vn30 nghỉ ngơi á, thì dòng tiền họ sẽ có những xu hướng là họ đổ sang đánh ngắn một số những cái mã cáp mang tính chất gọi là đầu cơ nhanh với tỷ trọng tiền thấp trong thời gian chờ đợi vn30 là không sai nhưng mà muốn kéo thị trường đi lên một nhịp nữa mà kéo bằng các mảng mít cáp thì là điều không thể anh chị nha và anh chị nhớ là em có nói đi đó lại trong rất nhiều những video là các cái dòng cổ phiếu được xem là linh hồn của thị trường ấy, nó cần những cái yếu tố gọi là tái tích lũy trở lại không nên tăng quá sớm đi kèm khối lượng cạn dần thì sống sao nó mới bền được phải không ạ à, và hiện tại thì vẫn đang diễn ra rất là tốt thanh khoản đang có những sự tục giảm dần giá lình xình đi ngang chán nản này kia đấy nó là như thế nhà tàu lập đó, họ đánh rất là hay nha họ sẽ kéo mít cáp lên một đạn ngắn anh chị nào mất kiên nhẫn bán cái dòng lớn ra đúng không đi mua mít cáp mà mua đúng thì không nói nha mua sai con mua sai điểm mua đua giá rất dễ bị kẹp hàng với lại bản chất là cái tiền lớn nó cũng không có phù hợp cho cái việc đánh mít cáp quá nhiều nữa thì khi đó chúng ta sẽ gọi là gì bán bò đi tàu anh nương rồi khi đó là vn 30 mươi nó tích lũy đủ là nó đạt những cái điểm này kia nó có những sự bùng nổ tiền lớn họ sẽ thoát ra khỏi mid cáp ngay lập tức vì bản chất mình đã gọi là đầu cơ nhanh mà anh chị đúng không nên em mới nói anh chị rồi lúc mà trên cao thì mình chốt bớt lúc mà mới chỉnh mà mới hồi đừng có mua vội đúng không rồi khi nào mà nó dần dần nó hình thành những sự cân bằng mà nó đẹp dần thì chúng ta nên quan sát nó là như thế tùy thời điểm chúng ta đừng có đu Uh, đu trên cao xong rồi mới chỉnh mới hồi đu tiếp rồi đu qua đu lại đu qua lại cuối cùng là anh chị mình chật hết tất cả những con sống anh chị lưu ý vấn đề này ha đấy với lại bạn chắc anh chị thấy những cái mã mít cáp bữa giờ nó cắm đầu nó rơi không mà giờ mà nó hồi lên nó nó gặp nhiều áp lực bán nè rồi anh chị bữa giờ mà cầm mít cáp á, sẽ rất là vui khi mình mới hòa vốn nhưng mà cái giá phải trả là gì cầm mít cáp mất luôn cả sóng ngân hàng dầu khí trụ chứng khoán các kiểu mất hết cuối cùng là chỉ hòa vốn thôi đúng không thành ra thời điểm hiện tại là em có chia sẻ là chúng ta nên cầm một phần tiền một phần hàng có mua con nào thì em cũng đã chia sẻ hết rồi anh chị thấy rằng là những cái dòng trụ dòng chính mà nó tích lũy lại á, thì em có chuẩn bị một số mã như là Vinhome nè Vietcombank nè đúng không một cái số mã mít cáp của dòng bất động sản nè băng thì em vẫn cầm nhưng mà em chờ những điểm gia tăng đấy cho nên là có kéo mít cáp hay là gì đó thì nói chung là rơm khách hàng em cũng đã có những sự chuẩn bị trước rồi và đạn này anh chị mình có đánh mít cáp bên đi thì cũng được Nhưng mà có dư sức mua ra thì lấy một phần tiền bé bé ra đánh T3, T5 rồi thôi Lướt nhanh nhanh rồi ra thôi anh chị Còn nếu không anh chị cảm thấy không thích thì anh chị đừng có lướt Anh chị ngồi im luôn Đúng không? Nhiều khi người tính không bằng lái tính Đấy VMA10 khi mà nó đạt những cái độ tích lũy nó đạt những cái điểm đó, Thì nó sẽ tăng lại bất cứ lúc nào Và lúc đó những cái dòng khác nó sẽ không chạy nữa Nó là như thế, nó cũng có rủi ro nhất định Cho cái việc mà chúng ta nhẹ nhót Nó là như thế, ha còn cái việc mà vừa đi mình mà tăng vượt đỉnh trong phiên cuối tuần á mà thanh khoản lại không cao á, thì do là kéo trụ rồi kéo mít cáp, Thành ra là kéo trụ thì chỉ số nó lên rất là nhiều nhưng mà bản chất á là tiền nó vào không quá nhiều với là mít cáp thì tiền bé đánh không mà tiền lớn có đánh mít cáp đâu. Thành ra là cái lượng tiền nó không quá lớn thành ra là vừa đi mình tăng vượt đỉnh này kia nhưng mà thanh khoản nó cũng không có những sự đột biến gì đó nó quá đột biến nó là như thế ha. Mà anh chị lưu ý nha, nếu mà có những cái nhận định mà gọi là tiền mà thoát ra khỏi VN30 á, thì anh chị mình sẽ thấy là như vậy nè. Nếu như nó thoát ra á, là thị trường mình sẽ hết vị ngay. Vì sao? Tiền lớn họ không bao giờ đánh mã nhỏ và mã tầm trung. Lúc đó những cái dòng tiền thông minh á, họ cũng tự là họ rút tiền ra bớt khỏi thị trường chứng khoán. Họ đi kiếm những cái kênh khác họ đầu tư lại chứ họ không có đánh chứng khoán nữa. Tại vì sao? Những cái những cái nơi, những cái dòng tiền lớn, những cái những cái mã mà đáp ứng được cái thanh khoản của họ thì bây giờ nó không chạy nữa thì việc gì họ đánh nhiều làm gì cái người đánh 10 tỷ họ cũng rút ra đánh 2 tỷ thôi cái người đánh 2 tỷ họ cũng rút ra đánh mấy trăm triệu thôi cái người đánh 1 tỷ rút ra còn mấy trăm triệu thôi lúc nào cũng như vậy cả ha những cái dòng tiền mà họ cảm thấy là thị trường mình không còn thơm nữa thì thay vì họ đánh tiền lớn thì họ đánh những cái mã vn 30 mà bây giờ nó thoát ra vn 30 rồi thì rút ra bớt Cái làm gì ví dụ như đánh penny với mít cáp đánh, đánh tiền tỷ cho chết hay gì đúng không thì đánh cái tiền vừa 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 bé 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 thôi nó là như thế ha là nếu mà có những cái góc nhìn nhận định mà tiền thoát ra khỏi v 30 là anh chị thấy thị trường nó sẽ hết vị ngay lập tức anh chị lưu ý vấn đề này ha mà khi mà tiền nó đã thoát ra như vậy rồi em cũng khuyến nghị anh chị mình là rút tiền ra bớt đi đầu tư những cái kênh khác ha chúng ta là những nhà đầu tư chúng ta phải là kẻ thức thời xin trang trúng kỳ đúng không đấy khi thị trường mà hết vị rồi thì anh chị không nên để quá nhiều tiền trong thị trường chứng khoán nó là như thế ha anh chị mình phải view rõ cái vấn đề này giúp em với lại à, có một số những bình luận mà trong cái video trước của em á Thì có người nói rằng là những mã nào tăng thì em lại bảo là khách hàng em đã mua rồi à, Đã nói trên Youtube thì cần những sự minh bạch à, Thì em xin thưa với anh chị nhà đầu tư ha Thì em có một cái room khách hàng Đấy, thì ngay trong viên á, em mua bán cái gì thì em báo trong viên đó luôn Trực tiếp, real time à, Anh chị nào xem theo dõi trên kênh Youtube á, Thì mà chưa phải khách hàng thì đương nhiên là À, em phím mua từ lúc 1 giờ mà anh chị coi lúc 8 giờ tối thì đương nhiên là nó sẽ chậm hơn anh chị đưa khách hàng của em một tí hay thì đó là cái quyền lợi của đại gia đình khách hàng của em được hưởng anh chị lưu ý vấn đề này ha và trong những cái video em cũng cố gắng là em tặng cho anh chị mình một cái mã nào đấy có điểm mua thì anh chị mình cũng hiểu là bản chất là em không thể nào em mua hết thị trường được với lại cái tiền và cái tỷ trọng của khách hàng em nó cũng có giới hạn Thành ra khi em đã mua một số những cái mã nào đấy rồi Em không thể nào em mua tiếp những cái con có những cái điểm chạy kế tiếp được Thì em cũng cố gắng là em tặng những cái mã đó cho anh chị mình xem video Thành ra anh chị mình theo dõi kỹ video để anh chị mình có được những cái cơ hội đầu tư phù hợp Hoặc là anh chị mình vào trong khách hàng của em để em hỗ trợ Tại vì khách hàng thì em chăm sóc trong viên thì lúc nào đó là cái quyền lợi em mà Đấy ha Vào room VIP là sẽ có quyền lợi riêng ha. như thế thành ra có nhiều anh chị nói những cái bình luận mà nó tương đối là ác ý như vậy thì nó không nên lắm anh chị ha. Ví dụ em mua con nào em cũng xô ra đàng hoàng mà đúng không? Anh chị nào trong đương khách hàng của em anh chị mình xem video anh chị làm chứng chứ đúng không? Em mua con nào cũng có giá đàng hoàng. Mấy giờ đều luôn. Đúng không? Bật cái chạc lên so cái phút đó coi có có đúng cái giá đó không hay là nó bị lệch. Nó là như thế. anh chị ha. Đấy. Vậy rồi thì mình đi vào những cái từng mã cổ phiếu anh chị ha. Vậy rồi. Thì đầu tiên là là ACB nè dòng băng nhìn chung anh chị sẽ thấy một cái đúc kết gọn là nó tiếp tục tích lũy và vô nó thấp à, chỉ có vậy thôi giá này không biết đổi nhiều đâu nhìn chung ACB vẫn đang duy trì rất là tốt đúng không ừ. ACB em nói rồi những con như thế này nó tích lũy thêm vài phiên nữa nó đẹp thì đây là những điểm gia tăng thậm chí là mua mới cho anh chị nhà tư nào chưa có hàng ACB thì khách hàng em thì có hàng rồi em mới chốt một nửa sau khi lấy cổ tức thôi một nửa vẫn còn ha thành ra là em chờ những điểm gia tăng của con này Đấy, nói chung là em cũng chờ thêm thôi tại vì có hàng cũng thoải mái. Nó có những cái vùng đỉnh ở trên này nè, đúng không? Rồi cái cung dưới dưới này nè. Đấy, mình phải nhìn chung với dòng ngân hàng khi nào ok thì mình hãy gia tăng, không có vội. Rồi, nó ACB phải nó MBB. MBB thì thanh khoản thì nó cũng đều đều đúng không? Chúng ta sẽ không nói thêm về thanh khoản thì nói chung con này nó cũng bằng 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 ngay đây thôi. Nó tăng thì nó cũng tăng mà nó có nó kiệt thì cũng chả kiệt. Nhưng mà cái vấn đề là nó mở gáp. Cái con này là con duy nhất mở gáp hơi to, ha và nó lắp chưa hết cái gáp này thì nhìn chung á con này mở gáp sớm quá thì cái gáp em đã nói rồi đúng không đã mở những cái vùng khoảng trống thì khoảng tầm tám uh, mươi là nó phải lắp lại trong tương lai gần hoặc tương lai xa thì khả năng là trong những phiên tới thì em nghĩ là để coi coi nó lắp cái gáp này hay không và những phản ứng như thế nào thì khi mà lắp thành công á hoặc là cái volume nó có những sự đột biến hoặc là nó có dấu hiệu xác nhận thì lúc đó chúng ta hãy mua còn bây giờ thì chưa đặc biệt nha những yếu tố mở gáp như thế này á cái vôn thì cái con này vôn thì nó xấu nó cũng chả xấu thì ngày nào nó cũng bằng bằng nhau như thế này thì nó không có đặc điểm gì nó quá nổi bật nhưng mà cái vấn đề là anh chị thấy rằng á cái con này nó tích cực là nó, nó đỡ giá tương nó tốt nhưng mà nó không nên mở gáp như vậy ha nó mở gáp như vậy là nó ép anh chị mình mua đấy thành ra là chúng ta không nên mua khi mà những trạng thái mở gáp như thế này Anh à, thì lưu ý ha, à, trong những phiên tới nó sẽ có những xu hướng nó lắp gáp lại thì anh chị mình hãy canh sau đấy cái phía sau rồi chúng ta canh tiếp nó cũng không có muộn anh chị đừng có vội anh chị ha không có gì là vội cả nó lắp cái giá mới đi nó lên dần lên dần là cái vô như thế nào để sẽ có điểm mua cho anh chị mình sau nó như thế ha rồi tiếp theo là BAD nè thấy không rất là đẹp vẫn đang đi đúng cái cái bo lên của cái tay cầm nè rất là tốt vô nè còn thấp hơn cả ngày hôm qua nè những cái con nào mà vô nghe càng nghe càng bé như thế này là em rất là thích Thì những cái xu hướng mà nó, nó, đánh lên bất ngờ là rất là nhanh tại vì anh chị mình sẽ không có nghĩ là những con như thế này nó sẽ chạy anh chị thấy Ui sao cái con này chán nó em cầm lâu mà nó chạy đâu mà mấy con kia chạy mấy trăm con này chạy vàng trăm Đấy thì những cái xu hướng đấy nó khiến cho cái volume nó cạn như thế này. Ờ à, thì nó sẽ tạo ra cái dư địa cho đoạn sau. Vì lưu ý ha. Cái điểm gia tăng thì em đã báo rồi đúng không? Em gia tăng phiên này anh chị nha. Em gia tăng phiên này nè. À, đây em báo rõ luôn. Cái khung giờ đồ luôn ha. Mất công kêu là con nào tăng thì mình lại mua rồi. À, nó lại kỳ. Đúng không? Nè. Nè anh chị nhìn nha. Kỹ nha. Nè. 1 giờ 16 tháng 6 nha. Đây Nè 8 giờ sáng nè. Đúng không? Lẫn lửng, lửng ở giữa là khoảng tầm 10 giờ 9 giờ giờ đây là em có mua BID nè BID gia tăng nè Quanh nè Có thể mua mới nè Anh chị ok chưa? Đấy Mất công nói em kia con nào tăng là Nó lại kêu là khách hàng nó mua rồi Nó như thế Ha Rồi tiếp theo nha Nhìn chung con này em có nói rồi đúng không? Đã mua gia tăng ở đây thì chúng ta chờ những cái điểm nó lên những cái vùng tay cầm như này chúng ta sẽ canh mua tiếp. Ừ, không có mua sớm <laughs> nhìn chung đã mua rồi thì thôi mua ở đây rồi những cái điểm mua đây đây và đây ha đây điểm này gia tăng tiếp là hết nó như thế rồi tiếp theo là ctg nè ctg nhìn chung có mỗi một cái gáp cũng lắp lại rồi ha cũng bé dần nhìn chung thì đây là bối cảnh chung của dòng băng này nó cần yếu tố phía sau chứ như này cũng chưa nói lên được điều gì cả anh yeah. chị ha rồi tiếp theo là hd nè à, hd cũng vậy đó. nè cũng mở một cái gáp lắp lên cái con này nó mạnh hơn Ctg một tí là nó đóng xanh hơn Ctg một chút thôi à, volume nó cũng cạn nhìn chung là nó cũng easy bò nó cũng giống nhau không khác gì cả đúng không rồi tiếp nè liên việt nè cũng vậy luôn à, cũng vậy luôn nhìn chung là đang đang có những cái cấu thành rất giống nhau nhìn chung liên việt nó đánh như thế này là em nghĩ là nó không rơi nữa đâu nha con này là nó đang tích lũy lại nè nó sẽ còn một nhịp để nó phân phối tiếp những cái lượng hàng của nó đấy anh chị thấy không cứ chờ từ từ qua thời gian nó sẽ có những cái điểm cân bằng nên chị dần dần quan sát lúc đó anh chị mua cũng đâu muộn đâu đúng không việc gì mà cứ canh hồi lên đầu tiên mua làm gì nó như thế ha à, nhiều khi mua vội quá ha à, em cũng bị có một con này mua hơi vội nè anh chị thấy không đấy nhưng mà những con như này nó siết quá đẹp đi nhưng mà gặp thị trường xấu nè gặp thị trường mà nó ép nè nó ép những cái gáp như thế này là khiến cho những cái lực mà t cộng ba về họ buộc họ phải nhả ra luôn nó lại như thế ha à, nhưng mà những cái xu hướng phía sau là anh chị thấy nè đây nè nó cũng giống như dòng ngân hàng nói chung đúng không volume nó rất là bé luôn Vô volume một ngày mà giao dịch cũng 9 triệu thôi, rất là thấp. Đấy là những cái xuống cực kỳ đẹp. Nó gì thế Hai nhìn chung con này sẽ như vậy thôi. À ví dụ như SHB cũng vậy nè. Anh chị thấy là những cái điểm không nó rủ anh chị nhào từ cực kỳ ác nhưng mà khi nó hấp thụ lên là bắt đầu quá trình phía sau như thế này thì em nghĩ là nó không rơi nữa nhưng mà nó sẽ lình xình nó đây một tí. Nhưng mà vô nó thấp là ok rồi. Nói chung những cái cây như thế này là nó ép anh chị mình ra kinh khủng lắm ha. Ờ, bà con cắt lỗ cực kỳ nhiều luôn nó là như thế nhưng mà quá trình phía sau như thế này mà vô nó cạn á, thì khả năng là cái con này vẫn có những nhịp đánh như thường anh chị ha do là cái cái phong cách đánh của SHB nó rủ ác quá Để ra nó cũng khó chịu đúng không nói chung mà tâm lý vô cùng luôn á. nhìn những cái con mà anh chị thấy là lỗ nhiều như thế này anh chị rất là sợ nhưng mà nói chung đã đánh con này là mình phải hiểu cái tính cách của nó là như vậy ha khi mà anh chị mình cứ đừng có bán vội nha tại vì lỗ thì cũng đã lỗ rồi đúng không cái em nói cầm con này thì chắc chắn đàn này nó lỗ rồi nhưng mà lỗ thì cũng lỡ lỗ rồi nhưng mà chúng ta canh những cái điểm như thế này nè chúng ta cứ chờ và kỳ vọng vào nó tại vì khi mà rút chân lên atc thì khả năng rút rất mạnh anh chị lưu ý vấn đề này ha Ở con như thế này bản chất tổ chức nó không có ra hàng thành ra anh chị mình có thể có một cái niềm tin gì đó ha nó anh chị mình cứ chưa có vi phạm chị tạm cầm đây như thế rồi tiếp theo stb nè đấy cũng như thế nó không mở một cái gáp lắp lại giật lên vôn cũng bé tí tì đấy nè cần quá trình phía sau ha. nhưng mà con này khả năng con này đánh rất là nhanh nha con này đẹp thì khả năng con này đánh nhanh nhất nè con này với acb đánh rất là nhanh tại vô nó bé ha, những con vôn bé như này là đánh rất dễ lưu ý á, nè những con vôn cạn như này nè những con như mb thì tự nhiên đáng lẽ lên sình đây thì em thấy nó ok đấy à, tự nhiên mở gáp này cái mất công lắp lại nữa cái gì mà đã mở gáp thì tương lai lắp sớm sớm nó khỏe chị. gì à, lắp càng sớm càng tốt để quá trình phía sau nó, nó, nó có những cái điểm hỗ trợ này kia nó cân bằng nó chạy lên nhanh hơn nó là như thế thành ra cứ chờ những cái điểm lấp ráp của nó nha đó không nè vô y chang nhau con nào cũng thế nè tb này nó cũng vậy nó siết nền vô cạn sinh cạn xe đúng không đấy vb nè vb dạo này vô cũng cạn nữa nói chung là cái cái độ quay rốt nó không quay nữa à, mà nói chung mình cũng không biết được là cái quá trình phía sau này nó làm cái gì thành ra chị mình cứ quan sát thôi à, nhìn chung là nó đạp cây này là đã mất hết cái khoản lãi trong vòng một tháng qua rồi đó, nó cũng tương đối khó chịu rồi mà bây giờ những cái cây vôn như thế này mà kêu anh chị mình bán thì nó cũng hơi mông lung anh chị ha, tại vì những cái quá trình phía sau như thế này mà vô nó cạn dần thì mình nói là quá trình phân phối thì nó cũng không đúng. Nhưng mà nếu như mà nó thủng như cái vùng biên như thế này là tuyệt đối là coi như fail rồi nha. Nếu nó thủng tiết là anh chị thấy cái xu hướng nó cực kỳ xấu luôn anh chị lưu ý giúp em. Nếu mà nó, nó tiếp tục nó siết nó giữ lại ở đây thì khả năng chúng ta vẫn có thể coi được. Nói chung là ai lỡ cầm thì cũng cầm được, không sao. Nhưng mà nếu nó thủng vùng này là coi như xong rồi đó. anh chị lưu ý vấn đề này ha. Rồi, Việt Công Banh nè. Đấy, Việt Công Banh đúng không? Những cái điểm mua của em nằm ở đâu? Ở đây nè. Mua những cái viên như thế này nè. Ha, đâu rồi? Mình phải đi kiếm chứ. Từ từ nha. Đây ra. Lấy vị thế Việt Công Banh ngày 15 tháng 6 nè. 15 tháng 6 nè. Đây, cái cây xanh kế bên nè đúng chưa T0 T1 T2 T3 về hôm nay hàng T3 về luôn nè cái hôm thứ sáu đấy là T3 về nè nổ luôn nè mà kéo cuối phiên nha cả buổi sáng nó lình xình qua đây mà cuối phiên họ kéo lên luôn rồi có cơ cấu quỷ ngay trong phiên luôn những cái lượng lớn nó đập vào rất là nhanh nó kéo lên thì nhìn chung là là à, nó kéo nhanh quá thành ra là em tính á, là nó lên đúng là người tính không bằng lái tính mà khi lên tới đây nó sẽ có những cái điểm mà gia tăng có thể là anh chị nào chưa có hàng á, mua mới cũng được nhưng mà nó đánh nhanh như thế này thôi Nó hoàn thành mẫu hình luôn rồi Với lại vô nó cũng tương đối là ok Chấp nhận được Thành ra là em không có khuyến nghị mua mới Mua gia tăng thì có nha Nhưng mà mua mới là không Đấy không mua mới để mua gia tăng ngay những cái vùng mà khi nó vượt khỏi 108 Nó là như thế nha Thì nhìn chung là đang có hàng hết Đang lãi đâu đó khoảng tầm 3 đến 4% tính luôn phần gia tăng ừ, thì nhanh nhìn chung là rất là ok Anh chị ha Anh chị thấy rằng là những cái cái phiên thứ sáu Là nó hoàn toàn là nó kéo trụ và tất cả những dòng khác ở nằm im hoặc là mít cáp nó mới chạy thôi anh chị thấy rằng là trong những cái xu hướng như vậy mà anh chị mình tham gia những cái mã cổ phía trụ anh chị nhìn được cái độ cạn cung và cái độ siết nền của trụ á anh chị thấy rằng là nó sẽ đánh ngay trong những cái phiên như thế này anh chị có một khoản lợi nhuận rất là tốt và khi có hàng về rồi anh chị mình rất dễ xử lý giai đoạn phía sau nó đánh lên tiếp á thì để coi đã những cái lực tiền phía sau mà nó mạnh hơn nữa thì khả năng là xu hướng nó cực kỳ chắc chắn luôn anh chị mình phải cầm và chặn lãi cực kỳ tốt còn nếu mà nó vô nó không đạt cái sao thì bán đúng không chúng ta sẽ có những điểm chốt lời cực kỳ tốt nó như thế với lại quỷ nó mua luôn mà nó có những cái lỗi lệnh từ khoảng 2 giờ 27 phút thành ra là những cái phút trước đó là họ quỷ họ đã cơ cấu từ trước rồi và vô ATC là nó không có nó bị ngãn lệnh ATC nó không có giao dịch trong ATC được thành ra là, là nhìn chung là họ đã cơ cấu ngay trong phiên rồi mà khi mà những cái mã mà thuộc dạng cơ cấu mà đánh lên như thế này rồi thì khả năng là tương đối xu hướng tương đối chắc chắn mà volume vào cũng rất là tốt anh chị mình lưu ý vấn đề này ha thành ra những con như thế này nó quá ok đúng không chúng ta cứ cầm tiếp thôi nó đánh nhanh như thế này thì em nghĩ là không còn điểm mua rồi ha em tính cái đoạn trên nó lên kháng cự nó, nó nó test lại nó lình xình gì đấy để cho anh chị mình tham gia mới nhưng mà có vẻ như nó đánh lên gì luôn rồi thôi ha thôi ha không còn điểm mua nha rồi nhìn chung thì tóm lại là dòng ngân hàng thì trong những phiên gần đây là vô nó rất là bé rồi nói <laughs> chung con nào cũng đi chen nhau thôi mẫu hình đi chen nhau chả khác gì cả vô cũng cạn giống nhau đấy nó là như thế nhưng mà những con như thế nào mà nó có những cái tính gọi là vô nó cạn trước hoặc là cái mẫu hình nó đẹp hơn á thì khả năng là cái lực tiền nó đánh nó sẽ mạnh hơn nó là như thế nhìn chung thì em vẫn chưa có kết luận nghĩa dòng băng nhiều có hàng thì vẫn cầm thôi gia tăng thì chưa nha chưa nên gia tăng sớm đấy nó là như thế hàng thì em cũng có ACB, BID, nè à, techcom vietcom nè đấy nó là những con mà em có sẵn hàng em sẽ chờ những cái điểm gia tăng mà khi nào ok thì em sẽ báo cho anh chị đúng khách hàng anh chị ha dạ rồi nó là như thế rồi tiếp theo là dòng dầu khí, dầu khí nhìn chung nó cũng giống dòng ngân hàng anh chị. Có nghĩa là nó tiếp tục nó siết một cái nền của nó xong mà nó vô nó cũng cạn dần, nó cũng chả khác gì cả. Đây. Cũng như thế thôi. Nè, đấy, vô hôm nay bé tí tì vậy đó. Con nào cũng thế cả nè, bé tí tì, bé tí tì À nè, đó không? Đi ngang vô cạn dần Con này thì em có nói đúng không? Nó bứt cái vùng này hãy tính. Nè, thấy không? Vô bé tí tì đấy nè hôm nay đánh lên đánh một cây bắt đầu test lại một cây khối lượng thấp đóng cửa không giá cao nhất thì ngày mai có một cây test đỏ vươn thấp đúng không Đấy, là như thế cô thằng chú ha bé là đó cũng vậy nè đánh lên không cao nhất mai có test đỏ lại vươn thấp nè nhìn chung là dầu khí ông thứ sáu nó cũng không có biến động gì để chúng ta nói cả nhưng mà anh chị thấy rằng là con bvs này nè nó siết những cái vùng như thế này là em thấy tương đối chắc chắn rồi nè nó siết ở đây là khoảng tầm à, 6 phiên 7 phiên rồi đúng không nó siết hơn cả cái t cộng ba rồi volume cũng cạn dần thì con này thì có thể anh chị lấy vị thế ở đây 30 phần trăm được ha ừ, nó xíu như này tương đối tốt nè nhưng mà dầu khí thì có một cái kinh nghiệm đạn trước em có đánh em đánh đạn này nè thì sau khi đánh một dịp nó có một cái quá trình tích lũy lại tương đối sâu tương đối lâu mà nếu như anh chị lưu ý nha cái dòng dầu khí này nó có một cái dớp là nó đã đánh là phải đánh luôn còn nếu như nó đánh mà nó tích lũy quá lâu á thì khả năng nó sẽ gãy Anh gì lưu ý nha thành ra những con như thế này thì mua thì mua được nhưng mà em thì em nghĩ là chờ thêm một phiên nữa ha nhưng mà anh chị nào quan tâm thì có thể lấy vị thế ở những cái vùng quanh dưới giá 30 như thế này 30 phần trăm trước ha khi nào vượt cái vùng đỉnh cũ là 31.5 là chị mình có thể gia tăng thêm nói vậy thế nhìn chung thì tiền vào rất nhiều và chưa có yếu tố phân phối thì quá trình phía sau như thế này anh chị mình có thể lấy vị thế ở đây và gia tăng ở trên này anh chị ha đấy rồi BVD nè BVD thì à, cũng vậy luôn nha nếu được thì lấy vị thế ở đây và những cái điểm mà vượt khỏi cái đỉnh này anh chị mình hãy gia tăng anh chị ha nó là như thế nhìn chung thì hai con này thì em đánh giá cao thôi còn mấy con kia thì à, ừ. nhìn chung là chúng ta không nên chọn ha con này thì nó vượt đỉnh rồi thì bỏ qua nó như thế có chung hai con này thôi BVD hoặc là BVS thôi anh chị ha có thể lấy vị thế ở đây và gia tăng khi mà nó vượt đỉnh cũ BVS nó cũng vậy À, chị mình có thể theo dõi và quan sát đấy vô anh em thấy tôi nó ok rồi nè X cung nè ha vô thấp nè tích lũy đi ngang nè đấy nhìn chung là ổn ha rồi tiếp theo là nhà vinh nè nhà vinh là có vinh home nè đấy mua những cái vùng mà một lẻ tư đầu chắc lên rồi không anh chị lại bảo là con nào tăng thì Nguyên nó kêu là đã mua rồi đúng không nè Không, những cái bùn này sâu lâu rồi. Có Vinhom rồi, canh mua. Để em coi anh chị ha. À. Bữa là em mua quanh cái giá 104 á. Em mua ngay cái nền dưới này nè. À, đâu đó khoảng tầm 8 tháng 6 rồi vậy. Đúng không? Mua 8 tháng 6 đó. Đây nè. Đây, mua Vinhom nè. Anh chị mua mới ngày 3 tháng 6 nè. Đây nè, mua từ cái phiên này nè. Xong rồi quá trình phía sau như thế này là anh chị mình chưa có là anh chị gia tăng thêm nè. Đây nè. Gia tăng thêm nè thấy không? Đó. Là ngày 8 tháng 6 nè. Nè 8 tháng 6 gia tăng thêm nè. Đâu rồi? Đây là cái viên này nè. Đây cái viên này nè. Đó. Rồi quá trình phía sau này là em cầm nè. Đúng chưa? Rồi hôm nay là có cơ có, có quỷ nè. Thứ 6 có cơ quỷ thành ra con này thì kéo là một nhịp. Nhưng mà nó không kéo lên được cao. Nó bị đè xuống một nhịp như thế này. Nhìn chung thì nó đang về lại ngay cái vùng đỉnh cũ luôn. À, thì đây là những cái vùng mà nó đang hoàn thành cái 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 nhịp của nó nè có có quá trình tích lũy phía sau này nè có khả năng là những cái phần như thế này chúng ta có thể gia tăng thêm một lần nữa nhưng mà vôn thì chưa đạt lắm thành ra nếu là em thì em sẽ không gia tăng à, có hàng thì cầm tiếp thôi nhìn chung là em đã nói anh chị mình rất là nhiều lần những cái vấn đề là mua dưới này rồi đúng không Đấy em có xô ra cho anh chị đấy 3 tháng 4, là 8 tháng 4 này này kia đúng không anh chị nào mới vô room mà chưa có hàng thì mình có thể lấy vinh không đấy có nha có nha đấy thì lên những cái vùng trên như thế này chị mình canh đã có lời rồi thì cũng hạn chế mua thêm tại vì những cái cây vô như thế này em nghĩ chưa đạt lắm à, nó nó đánh nó bị bán ngược như thế này thì khả năng chờ thêm phía sau như thế này như thế nào là mới có những điểm gia tăng được còn nếu không thì cứ đang có lời cứ đang cầm cái đã nha rồi vít nè vít vẫn chưa có dấu hiệu vre cũng vậy vre thì nhìn chung thì cái vùng kháng cự này dài quá như đây chưa đủ nha chúng ta chờ thêm rồi tiếp theo là dòng khu công nghiệp đây dòng này dòng mít cáp được kéo nè À, đây nè, tiền vô rất nhiều nhưng mà tăng biên độ khoảng tầm 3% nha nè, em đánh giá yếu nha. Ừ, yếu. Mà con này nếu mà nó có chạy thì nó cũng lên được cái vùng kháng cự này là nó hết anh chị. Thì cái dư địa của nó chạy nó khoảng tầm con này Benny thì chạy cũng tương đối nhiều đó. Chạy thì cũng lên được khoảng tầm 12%. ha, anh chị nào thích lướt thì có mua ở đây ít lên tới đây bán ha, cắt lỗ là vùng nền dưới. Nhưng mà tiền vô như thế này em nghĩ không 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 gãy đâu. À, không gãy đâu nha những vùng như thế này có thể mua được nè ta ghét ngắn thôi em nói rồi anh chị nào thích đánh những cái dòng cáp như này để chờ đợi những cái dòng lớn đó. nó tích lũy xong á cái dư địa nó không dài đâu chỉ có cái một cái vùng ngắn về lại cái đỉnh đỏ này thôi đánh ngắn từ đây lên tới đây là hết anh chị A lên tới đây bán là vừa nói như thế rồi D2D nè nè D2D khi mà nó bứt những cái trạng thái bứt đỉnh như thế này nè xong rồi về đây bị bán ngược lại nè khối lượng hơi lớn nè nha thì khả năng con này nó phải tích lũy lại như này rồi nhưng mà nói thiệt nha, nó đã chạy một nhịp như thế này anh chị không nên vào nữa. Cái dư địa của nó thì có thể lên tới đây thôi. Có nghĩa là nó lên được khoảng tầm uh, khoảng tầm 5% á không còn nhiều đâu, đúng không? Cái kháng cự nó còn, nên là nó lên được cỡ 5% là cùng. Đấy, con DBM này nói chung con này dòng bất động sản ha, con này dòng bất động sản lai like khu nghiệp. Nhưng mà cái dòng bất động sản thì con này nó giống như con Nam Long với lại con KDH á. Ừ. những con như thế này nó sẽ lên tiếp anh chị em có nói những video trước đúng không? con này thứ nhất là trạng thái nó vượt được, nó ngay những cái vùng đỉnh đó của nó sẵn rồi, cái quá trình tiền vô nó có nè, quá trình phía sau này tích lũy lại nè, hôm nay là cây tích cung nè, khối lượng thấp nè, con này khả năng ngày mai chạy nha, ngày mai chạy nha, rồi drc nè, đấy sau khi đánh cây tiền này quá trình phía sau này bắt đầu có những sự hướng nó yếu dần đi nè, đúng không? anh chị thấy là không còn điểm mua nữa nha, về đây là không còn điểm mua nữa, có hàng thì canh chốt lại thôi, drh nè những con như thế này nó chưa có dấu hiệu dòng tiền anh chị mua vào chưa chắc nó chạy. Ha, GBR nè. Vượt đỉnh rồi ha, những con như thế này nó sẽ lên tiếp, không còn điểm mua cho mình đâu. Đấy, HD nè, con này cũng vậy. Ha, hàng bộ cung không còn điểm mua đâu anh chị. KBC nè, anh chị thấy không? Khi mà nó gặp lại những cái vùng kháng cự nó có những cái xu hướng mà nó 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 chỉnh lại test vô hơi lớn nè. Quá trình phía sau như thế này mà nó không duy trì nổi thì khả năng nó phải tích lũy lại Để rất là lâu nó mới đánh tiếp em nói rồi có quá trình cái 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 vùng kháng cự này, này nó dài lắm như đây chưa đủ đâu ha nếu mà nó đánh bức lên luôn á thì khả năng nó ok nó xác nhận sống còn nếu không á nó sẽ có những cái xu hướng nó tích lũy lại ở đây thì nó mới đánh tiếp nó là như thế ha rồi long hậu nè nè bức đỉnh như này rồi thì thôi nhưng mà con này thanh khoản yếu lắm anh chị có bao nhiêu tiền đâu có một trăm k mà giá bốn mấy ngàn à, rất là ít anh chị ha đấy không anh chị mua những con như thế này anh chị không mua được nhiều như là cái cầu mỗi ngày của nó nè nó ít lắm anh chị khó bán lắm nha yeah. ntc nè còn những con này yếu lắm mà nó chần vậy thôi chứ thanh khoản nó có bao nhiêu đâu à, br thì có những cái tin cổ tức này kia rất là nhiều đúng không nhưng mà con này thì tiền vô em thấy đạt nè nhưng mà quá trình phía sau như thế này khả năng là gặp kháng cự nhiều quá thành ra là nếu mà nó đi ngang được ở đây thì anh chị mình có thể mua đánh ngắn được đánh ngắn lên tới đây thôi không nhiều đâu khoảng tầm à, cũng ăn được khoảng tầm tám à, phần ừ, không nhiều đâu lướt ngắn cái phật cái đoạn phía sau này thôi tại có tiền vô nè thì đoạn phía sau này mình ăn ngắn một nhịp thôi rồi mình ra nhanh là được ha rồi ssc nè nè kháng cự nè vậy cộm luôn không đấy những cái quá trình như thế này nó phải tích lũy lại thì quả may nó mới nó mới đánh tiếp được nó là như thế ha rồi ý như là con này thanh khoản béo á, đấy chung là thứ nhất là thanh khoản nó béo quá nó là mít cáp mà thậm chí là mít cáp yếu nữa có những con mạnh có những con yếu nhìn chung nó đã lên kháng cự hết rồi khả năng không còn dư địa cho mình nhiều đâu ha rồi phân bón nè đấy còn đánh tốt nè vôn vào nè dbm đẹp nha nhưng mà nhìn chung em vẫn khuyến nghị có hàng nên chốt lại thôi đấy rồi dcm nếu ai chốt rồi thì thôi nha không muốn mua lại nha tuyệt đối nha cứ canh chốt ra là xong dbm tự nhiên nó bị một cái cây bán ngược như thế này ha nó bị yếu tố bán ngược như thế này em đánh giá là tương đối là xấu nha nhưng mà chắc nó thích lũy lại nó không có gãy đâu anh chị có hàng canh chốt đi DGC, Ôi, con này lên tiếp rồi mai lên tiếp nha. Rồi đấy, nhìn chung không còn điểm mua những cái dòng như thế này đâu. Rồi tiếp theo là dòng thủy sản, nói chung thủy sản nó nuôi chạy bữa giờ rồi, thì bây giờ nó chạy tiếp thôi. Ha, cái con CMS này nó cản nhiều quá, nó cản nhiều quá khả năng nó phải tích lũy lại đây, nó mới chạy tiếp. Còn những con như thế này là nó cứ thế nó chạy thôi, nó chạy khoảng tầm vài cây nữa là hết, làm gì canh chốt là vừa. Ha, rồi tiếp theo là những cái dòng trụ nè trụ thì em có bia đi rồi em sẽ cho anh chị mình một vài khuyến nghị về trụ nha thứ nhất là ma san ma san bùng tích lũy là tôi nói đẹp vôn cạn nè cây này cây tích cung nè. ha nhìn chung ma san thì có thể là anh chị mình có thể là đánh ngắn được ý em có nghĩa là nếu như cái nền như này nếu mà nó nổ á, thì nó sẽ nổ lên cái đỉnh cũ gần nhất của nó khoảng tầm 6 phần còn khi mà đi lên cái vùng đỉnh trên như thế này nè thì chờ những cái xu hướng phía sau như thế này nếu mà nó đạt thì có thể gia tăng đánh tiếp thì con này mà thứ nhất là nó nó đi lên một dịp nó có những yếu tố nó nó tét lại và nó đi ngang rất là lâu như thế này nè. anh chị đếm là ba sáu chín mười hai phiên 12 phiên vô không hề có những sự gia tăng thì đây là những cái điểm có thể lấy vị thế được à, anh chị nào chưa có hàng chồng trụ anh chị nào có vinh hồng có việc công banh rồi thì thôi nếu chưa có hàng thì có thể mua test con Masa này được. anh chị ha mua té được. Thứ nhất là bây giờ qua đó hạn phát sinh rồi. Đúng không? Mà trong những cái file như thế này rất dễ kéo trụ. Thành ra là anh chị mình lưu ý những vấn đề là anh chị có thể lấy vị thế con Masa này trước ở đây 30% ha lên những vùng trên như thế này chúng ta sẽ gia tăng sau tùy theo cái vol của nó nó có đạt hay không nhưng mà kiểu gì đánh lên thì mình cũng lãi từ 5 đến bảy trăm lưu ý vấn đề này ha thành ra anh chị mình có thể xem xét con Masa này đấy như thế fpt nè fpt nhìn chung là nó nó đào xuống nó siết lại khoảng tầm từ 3 đến 6 phiên nè. Nhìn chung con này mua cũng được. Nó giống như con Masan á. Ha, hai con này chung dòng thì khả năng là bản chất nó đánh giống nhau. Nó cũng siết lại khối lượng thấp dần. Nhưng mà con FPT này em có rút kinh nghiệm là em đánh con này tôi đối chậm. Có nghĩa con này nó tích lũy tương đối lâu và khi nào cần nó mới kéo thôi. À, nếu chị mình đánh thì đánh con Masan này tương đối nó, nó sẽ nhanh hơn. Ha. Còn con FPT này khả năng là nó sẽ đi ngang ở đây thôi. Nói chung là về cơ bản thì lấy vị thế này hai con này nó cũng tựa tựa nhau, mua con này 30% cũng được, mua con này mua 30% cũng được. Như nhau cả. Nhưng mà cái con này thường nó đánh chậm hơn tại cái giá nó cao quá rồi. Ý ý là cái 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 vùng tích lũy của con FPT ấy, nó đánh chậm lắm. Cái con này chuyên môn luôn, nó tích lũy mấy tháng trời nó mới đánh được có một hai cây à. con này thứ nhất là mua thì mua được nhưng mà nó sẽ hơi lâu nha. Con này đánh dễ hơn tại nó siết đẹp như thế này mà nó chưa vượt cản khả năng nó đánh lên cản rất là nhanh còn cái chuyện mà quá trình phía sau thì mình chưa biết nó như thế rồi mwg mwg em nghĩ chưa nên vào nha con này nó chưa có những dấu hiệu chưa nên novaland BNZ không BNZ không lên vào nha bỏ qua đi hai con này thì quá ok rồi đúng không rồi à, vinamil ạ à. vinamil rất nhiều anh chị hỏi vinamil thật sự nha em có thể mua ở đây được nhưng mà chấp nhận cắt lỗ lỡ thua thì mất mất hai trăm thôi về 89 cắt. Ha, mua để đó. Mua giá quanh 92 91 về 89 88 cắt. Chấp nhận lỗ khoảng tầm từ 2 đến 3%. Ha, còn nếu mua ở đây á, tại vì anh chị biết á, mua những con như thế này nè. Ha, nếu mà mua lỗ cùng lắm là lỗ khoảng 3% thôi. Nhưng mà khi lời là lời không biết bao nhiêu. Đúng không? Tại vì nó là đáy mà. Khi mà anh chị mua những cổ phiếu đáy anh chị mình sẽ chấp nhận một cái khoản lỗ là nó nó té lại những cái vùng dưới nhưng mà cái khoảng lời của anh chị là vô tận. Khi nó hồi lên những vùng trên như thế này Cái target gần nhất của anh chị là vùng tích lũy trước nè Thì kiểu gì anh chị mình hồi lên Anh chị mình cũng ăn đâu khoảng tầm từ 6% Đúng không? Nếu mà tiền nó vô mạnh khả năng nó đánh lên luôn Nó có những cái mẫu hình phía sau là đánh lên luôn Thì nó sẽ rất là ok Thành ra những con như thế này bản chất vẫn mua được ha Đấy anh chị nào có thể lấy một ít tỷ trọng Ở con Vinamilk này cũng ok Em đánh giá là không có rủi ro gì đâu Tại vì nó làm cái nền dưới nó dài Mà ở trên nó làm thêm một cái nền như thế này rồi tôi cũng tương đối chắc chắn Vô nó cũng cạn dần ha Yếu tố mua là được nha Đấy là như thế. Nhìn chung là bây giờ rất nhiều mã cổ phiếu trụ là có khả năng tham gia được. Ví dụ như là Masan nè, FPT nè, hay là Vinamilk có ba con nha, ba con nha. Còn Vinhome với Vietcombank thì nó là nhịp trước rồi. Ai tham gia được rồi thì bây giờ đã có lãi rồi. À, không có khuyến nghị nhà đầu tư mua lên cái phần lãi của người khác nha. Lưu ý vấn đề này. Hãy canh những con trước thôi. Nó là như thế. Băng thì em nói rồi đúng không? Chờ những sự tích lũy. Đấy, chỉ có những cái dòng như là dầu khí, bất động sản và một số những con trụ anh chị mình có thể tham gia được. Vậy thôi, thế là thế. Rồi dòng chứng khoán thì em nghĩ rằng hôm nay tự nhiên nó có một cái xu hướng mà nó chững lại. Có nghĩa là cái vô nó không còn to nữa và nó đang siết trở lại. Nhưng mà mới siết một hai viên như thế này chưa nói lên được điều gì cả. Thì nó phải tích lũy thêm thì quả may mới có điểm mua nha. Chưa nói lên được gì hết, chưa nói lên được gì hết, chưa nha. Còn VND nè, cũng vậy luôn. Y chang nhau. Đúng không? Nguyên một vàng giống nhau hết, có nghĩa là nó siết lại một cái nền mới, cái vô, cái khối lượng nó cạn dần. Ha, nhìn chung là dòng chứng khoán nó sẽ cần thêm vài phiên nữa nó tích lũy. Thì nó, nếu nó nó ok nó đạt điểm đó, thì mới mua còn nếu bây giờ hiện tại là chưa nha. Rồi, tiếp theo là những dòng như là dòng bán lẻ nè, bán lẻ thì có nói rồi đúng không? Ừ, có chia sẻ qua trong cái đóng trụ rồi. Thì có con Masan với con FPT nè anh chị mới có thể quan tâm. Còn những con như là MWG và BNG thì em nghĩ là không nên. Mà chưa chưa phải lúc cho hai con đấy này như thế rồi thép nè thép hòa phát thì vẫn đang duy trì một cái biên tích lũy nhưng mà lên nè anh chị thấy không khi mà lên những cái vùng trên nó vẫn bị bán ngược chứng tỏ là áp lực bán nó vẫn lớn chúng ta cần quá trình phía sau như thế này nhưng mà vol nó hơi hơi không cạn lắm nhưng mà chúng cứ chờ thêm đi ha cứ chờ thêm hoa sen nè hoa sen hôm nay có những xu hướng vol to đánh bức đỉnh nè con này đánh vậy rồi khả năng nó lên tiếp rồi ha rồi những con như là nam kim nè ở nam kim đẹp hơn nè tính nam kim những cái vùng nền như này tương đối chắc chắn thì khả năng nó hồi lên này. nó mở gáp nó lắp lại nó bật lên nè gặp kháng cự nè khả năng những cái vùng như này anh chị mình có thể quan sát nha đó những con nhỏ nhỏ nó chạy nè thấy không nhưng mà con này chạy ngắn thôi lên tới đây chốt là vừa ha từ nào lên tới đó mà đẹp á, thì khả năng mới giữ tiếp còn không mà lên tới đó chốt là vừa nha rồi nhìn chung thì dòng thép á, thì những cái con nhỏ thì nó đánh rồi nhưng mà riêng con hòa phát thì chưa đánh tại này như thế ha Nhìn chung thì cũng không còn điểm mua đâu Điểm mua thì anh chị có thể chờ Nam Kim Tích lũy đạt trên kháng cự anh chị mình có thể tham gia được Hoặc là hai phát quá trình tích lũy phía sau của nó Anh chị mình ok Anh chị mình vẫn có thể đánh cái cái game báo cáo tài chính Quý kế tiếp của mấy cái dòng như là ngân hàng Hay là dòng chứng khoán hay là dòng thép Ở nhịp sau ha Nhưng mà quá trình phía sau thì nó phải đạt Tại vì cổ phiếu tương đối cao và volume nó không có được cạn lắm Thành ra anh chị mình phải cực kỳ cân nhắc cái vấn đề mà mua ở trên cao như thế này Hồi như thế ha rồi dòng xây dựng nè ví dụ như những con như là kdh này vẫn đang siết nè rất tốt ha nhưng mà những con như thế này và khi lên nó bị áp lực bán nó lớn như thế này mà nó không có yếu tố tiền vào á tại vì thứ nhất là nó vượt kháng cự rồi nhưng mà nó tiền vào nó không nhiều thì khả năng quá trình phía sau nó tăng nó sẽ hơi chậm Hồi ra những con như thế này thì em chốt lãi rồi thì thôi nha anh chị mình mua thì em cũng không khuyến nghị mua con này đâu có những con khác nó nhanh hơn một tí ví dụ như con nam long này nè nam long này hôm nay hôm thứ sáu có những xu hướng tiền vào đầu tiên nè đánh bứt cái vùng tích lũy trước nè cái vùng mà nó xiết khoảng tầm từ 6 phiên trở lên nhưng mà nó bứt được một cây đầu tiên là nó đã ok rồi quá trình phía sau chúng ta sẽ đánh gia tăng con này liên tục ví dụ nó đạt những cái điểm trên này chúng ta sẽ gia tăng một đợt cuối nữa trước khi nó nổ là xong con này đang có những xu hướng tiền vào nè ha con kdh này chưa có tiền vào nếu có tiền vào thì nó sẽ nó chạy thêm một nhịp nữa thì mình có thể canh chốt luôn thế là như thế rồi những con như long điền long điền á hả long điền thì nói thật anh chị mình mua con này thì lỗ nó cũng trả lỗ đâu em có nói mà mua con này thì lỗ cũng trả lỗ đâu ha rơi nó cũng trả rơi đâu nó tăng khi nào thì mình khó nói thôi nhưng mà đang có những dấu hiệu tiền vào gần đây nè có nghe là dòng tiền nó đang đổ qua những cái dòng mít cáp và penny á thành ra là khả năng là cái con long điền này nó sẽ chạy ngắn chạy ngắn lên đây ha chạy ngắn lên đây biên penny nó lớn lắm nhưng mà anh chị mua thì không mua nhiều được thì nói chung quanh những cái vùng này lên tới đây anh chị mình lại khoảng tầm 11% ha thì nhìn chung quanh những cái vùng như này anh chị mình có thể mua một ít đấy nhưng mà nói chung là không khuyến khích lắm, đánh trả đá cho vui thôi, có một xíu xíu tiền đánh được ha, mua mấy con này để em nói rồi, nó lỗ không trả lỗ đâu, sợ nó không chạy thôi chứ lỗ nó cũng không lỗ ha. Rồi tiếp theo là đất xanh nè, đấy đất xanh rút chân nè, một lần rút chân, hai lần, một lần test gấp đa, một lần rút chân nè, vôn cạn dần là nhìn chung quá trình phía sau như thế này nó tích lũy thêm vài phiên nó sẽ có những cái nhịp đánh úp lên trước, thì quan sát những cái nhịp đánh úp lên chúng ta sẽ có những nhận xét kế tiếp. Nhìn chung những con như thế này nó không rơi đâu chị ha nó đỡ như thế này vôn thấp như thế này là không có yếu tố phân phối đâu nó đang siết lại thôi nhưng mà nó sẽ mất thời gian nha rồi đi gờ nè Đấy tiền vô nè đúng không anh chị trong room cộng đồng cũng đọc câu thần chú con này rồi đúng không tiền vô đóng cửa không cao nhất viên thì ngày mai có một ke test đỏ đúng không đấy sẽ có những cái quá trình test đỏ lại trên cùng kháng cự sẽ là những điểm gia tăng cuối cùng trước khi con này vô sống nha con này thì nhìn trong room khách hàng em có hàng đầy đủ có những điểm gia tăng ở trên này nhưng mà quá trình phía sau này em chưa gia tăng ha cái đạn mà sau cũ tức là em chưa có gia tăng con này nha thành ra là quá trình phía sau chờ nó lên kháng cự rồi hãy gia tăng này như thế rồi uh, ctd nè lại siết nè nè lại siết nè trước sau vậy nó phải đánh à trước sau nó phải đánh lên đây à, à nó siết như thế này là trước sau vậy nó phải nổ thôi 10 phần trăm ha đạt phương có nói rồi đúng không mai tăng tiếp đấy nhìn chung là dòng này nói chung hàng cũng có rồi đúng không em có hàng rồi nè đấy em có hàng rồi em có hàng rồi nè đấy tất cả mọi thứ có rồi đấy nói chung là những con cần mua chúng ta đã mua rồi là như thế ha bảo hiểm nè bmi thôi những con như này chặn lãi thôi ha chặn lãi thôi bvh bvh rất là tốt nè bvh này nếu mà anh chị mình muốn đánh thì anh chị mình chờ cái quá trình phía sau này hãy đánh nè tại vì con này chưa vào sống con này hồi xưa đó là trụ nha con này không phải là dòng mít cáo đâu con này chủ đó Hồi xưa nó là VN30 mà Nhưng mà về sau này nó bị loại ra thôi Nhưng mà nó cũng là trụ Tại giá tiền của nó trên 50 ngàn Mà nó nằm trong VN30 hồi xưa Thì về cơ bản con này vẫn được xem là một mã cổ phiếu trụ nha Thành ra là những cái quá trình phía sau như thế này Con gì mình phải cực kỳ quan sát Cái con này khi mà nó nó, nó, nó Trong một cái quá trình mà nó rơi xong rồi Mà nó, nó bắt đầu nó đánh lên lại á Thì quá trình phía sau anh chị mình phải cực kỳ để ý Nó rất dễ vào xong, nha Rồi nhưng mà quá trình phía sau nha Tại vì bây giờ hiện tại nó đang gặp kháng cự, nó test vài cây cho em đánh giá tốt nè mà chờ thêm vài phiên nữa để xem như thế nào chúng ta hãy có những cái nhận định chúng ta quan sát Nói như thế dòng cảng này em nghĩ là không có điểm mua đâu ừ, không còn rồi thanh khoản béo á vgi nè à, vgi tiền vô tốt nè <laughs> khả năng là vẫn ta ghét cũ ha vẫn là tới đây đây đã vẫn cũ rồi nó sẽ là tới đây nha rồi ctr nè u chờ lên ghê ha nhưng mà con này lên tới đây là hết cỡ à kháng cự rồi nó phải cần cái quá trình phía sau nhiều hơn chỉ lên ngắn tới đây thôi VTB con này bao cung quá ha bao cung mình không chơi TNG nè vượt đỉnh đang có những xu hướng bị bán xuống trở lại nè đấy quá trình phía sau cái này nó cần thêm một yếu tố nữa nhưng mà nhìn chung những con như thế này anh chị có hàng chỉ cứ cầm đi mua đi đương nhiên là không đâu nhưng mà có hàng cứ cầm nha đấy đẹp thì mình mua sau tại vì quá trình phía sau này anh chị Lùa gì là lưu ý nha khi mà nó vượt đỉnh đừng có mua lúc mà đừng có đua cái quá trình phía sau đó, khi mà nó bị chốt lại nhiều nó sẽ có những yếu tố nó retest trở lại thì lúc đó hãy mua lúc nào cũng vậy nó lên một hồi á mà nó tiền nó vô nhiều mà nó không bứt á khả năng nó bị đeo bám nhiều là nó phải có những yếu tố nó retest trở lại đúng không lúc nào cũng vậy lên nó phải có retest retest mua cũng được không sao cả ha à, cứ chờ những yếu tố mà mua đừng có mua sớm nhìn chung á anh chị mình cầm dòng nào anh chị mình cứ yên vị dòng đó đi có một số những cái dòng mà anh chị mình có thể lấy vị thế để em có khuyến nghị anh chị rồi đúng không nhìn chung là em khuyến nghị mấy con thuộc dạng là nó rìa hơn chứ nó không có trong viêm uh, 30 tại vì viêm uh, ba bây giờ đang cần những sự nghỉ ngơi đấy ai có hàng thì cứ nắm tiếp ai mua thì từ từ hãy mua này, như thế ha những con dòng chứng khoán là dòng thép nè dòng băng đồ nè đúng không Chủ thì có một số con nên anh chị mình tham khảo đấy chủ thì uh, mua thì rơi nó cũng chẳng rơi đâu đấy nhưng mà nó an toàn mà nó chờ hơi lâu ha anh chị mình đã mua trụ để xác định là chờ hơi lâu đấy chờ hơi lâu rơi thì không rơi nhưng mà chờ sẽ hơi lâu nó như thế ha vậy dạ rồi thì à, qua từng phiên kế tiếp á, nó sẽ có những cái biến động mới thì em mới có những cái góc nhìn thêm được chứ bây giờ mà anh chị thấy phiên thứ sáu không nó vô đó cứ kéo đúng trụ thôi trụ con nào nó cũng kéo dựng dựng dựng, dựng lên hết thành ra chỉ số mình tăng rất là ghê rồi những cái con mà nhỏ nhỏ yếu yếu thì nó tăng cũng rất là mạnh đấy thành ra là những cái dòng mà xương sống những cái dòng linh hồn những cái dòng gọi là tâm điểm thì nó vẫn đang có những xu hướng tích lũy nó vẫn chưa có những cái biến động thì chúng ta nói nhiều cả ha tại vì anh chị dòng tiền lớn anh chị mình đang cầm những dòng rất là nhiều nhưng mà anh chị lưu ý giúp em nha mình muốn mua thêm lướt lát gì đó mít cáp này kia mình dùng cái phần sức mua còn thừa ra của mình để mình đánh nha mình không có bán dòng chính ra mình đi đánh mấy con nhỏ nha anh lưu ý vấn đề này nha à, không có vụ mà đi bán bò đi tàu nương đâu nha à, tại vì bản chất những cái con nhỏ nhỏ đó anh chị mình không đi tiền lớn được anh chị mình thấy băng nó chậm quá anh chị bán sạch bằng ra bán mấy tỷ bằng là ra, ra đi qua mua cái con lốc cốc len ghen ở đâu mua 4 tỷ là xong luôn nha không được nha đấy nếu mà mình còn dư sức mua ra thì anh chị mình có thể lướt lát trong một cái thời gian ngắn chờ những cái dòng lớn nó tích lũy đấy còn nếu không thì anh chị mình hạn chế chơi đinh luôn ngồi không cũng được Ha, đừng làm gì cả. trong thị trường á nhiều khi không làm gì hết nó đã thắng rồi. thì lưu ý vấn đề này. ha Nói như thế. vậy dạ rồi. em xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cuối tuần như thế này xem video của em. vậy dạ rồi. thì à, những thông tin về khóa học á thì anh chị mình à, cái ngày cuối cùng như thế này anh chị mình liên hệ em nha để em chốt lớp nha. thì thứ ba em dạy rồi. anh chị ha. dạ rồi em để dưới phần mô tả anh chị mình coi trên youtube, coi trên máy tính á. Thì anh chị mình kéo xuống cái phần dưới. Á còn kéo cái điện thoại cũng vậy luôn mình kéo xuống ở dưới nó có những cái mô tả ở dưới bấm xem thêm á nó sổ ra nguyên vàng vậy nè anh chị coi rất là dễ nha giờ dạ rồi xin cảm ơn anh chị rất là nhiều